Sáng 8 tháng 5 năm 2022, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2022 đã tổ chức thi đấu môn Việt giã trong khuôn khổ các môn thi đấu của Ngày hội. Tại đây, các vận động viên đến từ 8 đội thuộc các xóm Chăm trên địa bàn tỉnh tham gia nội dung thi đấu gồm chạy đồng đội nam 2.000m, chạy đơn nam 2.000m. Sau một buổi thi đấu sôi nổi, với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình trong không khí phấn khởi cổ vũ của khán giả. Kết quả ở nội dung đơn nam, giải nhất đã thuộc về vận động viên Mahamat Ahmad, thị xã Tân Châu, giải nhì vận động viên Mat Yare, huyện Châu Phú, vận động viên San Kim Ly, xã Đa Phước, huyện An Phú giành giải ba. Nội dung đồng đội, đơn vị huyện Châu Phú giành giải nhất với số điểm 31, thị xã Tân Châu hạng nhì với 31 điểm và huyện Châu Thành 33 điểm hạng 3. Cùng ngày, các môn thi đấu khác gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy cũng đã diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 8 đội đến từ 8 xóm Chăm trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả vào bản tin tiếp theo.